Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xảy ra ngày càng phức tạp, nguy hiểm, cũng như các bản tin mà chúng tôi đã đưa ra trước đó. Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GIS cho biết, và cũng theo sự quan sát trên màn hình, thì hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương, vùng áp thấp đang tiếp tục hoạt động mạnh và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới này ở vừa khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123,2 đến 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 10. Dự báo từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa vùng biển Philippines và Đài Loan của Trung Quốc, cách đảo Lưu Dông Philippines khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, nhằm ngày 22 tháng 8 trở đi, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm, và chính thức đã tiến vào Biển Đông. Đây có thể là cơn bão số 5 của năm 2021. Vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Trở lại thời tiết trong đất liền, thưa quý vị và các bạn, chiều tối và đêm qua ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to như Khe Ngòi, Lai Châu 71mm, Chiềng Khai, Sơn La 63mm, thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Phúc 97mm. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong chiều tối, đêm nay sang đến ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm trên 12 giờ, có nơi trên 80mm trên 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi, vùng trũng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh. Cảnh báo từ khoảng ngày mai đến ngày 18 tháng 8, ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 24 đến 27 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài đến ngày mai. Từ ngày 15 tháng 8, nắng nóng có khả năng giảm dần. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Hiện nay trên khu vực tỉnh Bình Phước có mưa vừa, có nơi mưa rất to,
lượng mưa trong 2 giờ vừa qua tại một số nơi như Lộc Ninh là 74,8mm, Bù Đốp 18,4mm. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Phước trên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 30mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Bình Phước. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lui xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lui xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và các nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.